Hôm nay Kim Cúc đi đến chỗ công viên ánh sáng của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời cả nhà tham quan vô bên trong coi nó có những cái công trình gì nó đang xây dựng chưa có xong nhưng mà nhìn thấy rất là đẹp. Chạy xe tải thì em thấy mình vẫn kêu em nữa. Ok. Kiểu khác. Sức sức lại. Ok, 1, 2. Đi tới chỗ công viên đẹp cho nên là cố gắng nhảy dẫn tí cho cả nhà thấy nó đẹp như vậy. Đây đang làm gì? Để mọi người có thể đi tới Vị Thanh của thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang thì tới đây tham quan thử ra. Công viên này cũng chưa có hoàn thành đâu nhưng mà cũng thấy rất là đẹp rồi. Tới hoàn thành thì Cúc sẽ xuống đây quay một lần nữa cho nó hoàn hảo hơn. Wow. Hy vọng là nếu mà hoàn thành mà được đi buổi chiều tối là đèn dưới sông này nè, dưới cái hồ này nó lên á là rất là đẹp. Còn cái này là giờ 1 giờ trưa cho nên người ta đâu có mở đèn đâu, nhìn thấy nó bình thường. Mình đi tham quan dài dài bên kia tí nữa đi. Tao biết chỗ đẹp rồi. Mưa lâm râm rồi, trời mưa lâm râm nhưng vẫn cố gắn quay cho nó hoàn thành cái clip, dù sao cũng đổ đường từ Cần Thơ xuống tới Vị Thanh cũng mất hết 1 tiếng đồng hồ chạy đó nha cả nhà, cho nên là cố gắng quay cho nó được một cái clip để về giới thiệu với mọi người cái khu du lịch mới. Qua đây ha. Đây Ngọc Diệp đang chụp rồi, đây bé My với lại Trọng Nhân chụp với mấy đứa nhỏ cho đẹp. Đây ở đây có những cái con chim hay con dơi gì nó bay bay cả nhà thấy không, rất là thấy thương. Bên phía bên đây là những cái diện tích người ta còn chưa có làm tới nè, còn trống rất là lớn cái dự án này. Cúc nhìn thấy xa xa bên kia có cái bản đồ dự án đó, bản đồ dự án đó là cái khu này thành cái bản đồ dự án đó đó. Để nữa qua coi sẽ như thế nào, rất là lớn luôn, mát mẻ lắm. Để đi ra quay ở dưới cái bờ hồ này. Ở đây có một cái hình như cái đền ở trong đây, hình tượng Chúa không nè cả nhà. Để Cúc đi lại gần cho cả nhà xem nha. Đó. Ở trong đó toàn là hình Chúa thôi. Cúc đứng ở ngoài giữa nắng nè, 1 giờ trưa nắng lắm cho nên không có nhìn được. Hy vọng là nó vô màn hình cho cả nhà xem được nha. Cả nhà xem được rõ. Ba đứa đi chung với Trọng Nhân, Ngọc Diệp với My, 4 đứa. Ngồi được không ta? Đứng, ngồi tới không để ngồi. Đó.
hai chị em đứng ra đây đó. Đứng lên hình hình đó hình gì ta? Rồi. Ở cái góc này quay rất là đẹp. Cả nhà xem nha. Mấy cảnh này mà đi buổi tối chắc đẹp dữ lắm ta. Đi đúng 12 giờ trưa, nắng quá chừng mọi người đi vô mát hết rồi. À, cái này là chưa hoàn thành, là để Cúc hứa hẹn khi nào nó hoàn thành sẽ xuống đây tham quan thêm một dịp nữa. Từ Cần Thơ chạy xuống dưới đây mất cũng khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ á, từ nhà Cúc trên Cần Thơ á. Từ trung tâm thành phố Cần Thơ xuống tới chỗ khu giải trí này là đúng 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Nãy Cúc đi Cúc có đón thử, có nhìn thử đồng hồ rồi tới đây biết. Đi đi dài qua bên kia mấy đứa ơi. Đi với ba đứa này, đang quay nè. Giờ xe cho Nhân nó chở nè. Diệp Dương My bên đây chậm Nhân chở. Để quay sơ lại một cái nữa cái cảnh hồ cái rồi đi về nè. Hy vọng có dịp là xuống đây buổi tối đi là đẹp cực kỳ. Bye bye thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang, về Cần Thơ.